Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 8 tháng 3 năm 2022. Thì hôm nay em tiếp tục ăn bán lô xứ hạt, quý anh chị chọn lựa cái nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916 0916 256 522. Thì hiện tại bên em ship cây không chậu đối với những cây lớn nha quý anh chị. Những cây như vậy thì em sẽ ship cây cây không chậu em nhổ ra ship cho quý anh chị nha. Còn những cây nhỏ vậy thì em sẽ đóng cho quý anh chị. Thì những cây này nó nhỏ nha quý anh chị. Khi mà ship về có thể nó bị rụng lá ha. Cây nó có thể nhìn nó hơi buồn buồn chút thì quý anh chị tưới nước chăm sóc lại thì nó phát triển bình thường ha. Thì nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì em chích em sẽ bữa nay nào chị em nào mua thì em sẽ gửi tặng cho chị một cái gói kích rễ để với anh chị mình chăm sóc cái cây sứ cái lúc mình mới trồng lại cho quý anh chị. Thì hôm nay nhân dịp 8 tháng 3 thì em sẽ tặng chị phụ nữ nào mà mua cây sứ thì em sẽ tặng cho một gói kích rễ nhỏ ha, để anh chị trồng cái cây sứ ha. Anh chị có thể dùng một gram, một gói nó khoảng 10 gram thôi nha quý anh chị. Quý anh chị dùng 1 gram pha 1 đến 1 lít rưỡi lít nước, quý anh chị tưới đậm bầu ha. Quý anh chị trồng lại tưới đậm bầu. Sau đó quý anh chị để trong mát đậm bầu tưới trên ngọn luôn nha. Rồi để trong mát khoảng tầm 10 bữa rồi đem ra ngoài nắng ha quý anh chị. Rồi bắt đầu cái số 1 nha. Cây số 1. Cây số 1 là cây hoa rất đẹp luôn nha quý anh chị. Đỏ. Đỏ sọc. Rộ bông ha, rộ bông này sao bông trung bình lớn thôi nha quý anh chị. Cây này thì không có thơm mà củ thì rất to nha. Quý anh chị nào muốn làm rễ thì mua những củ sứ sứ cái này nha. Vì mình làm rễ là bảo đảm với quý anh chị là khoảng 1 năm, 5 đến 1 năm rưỡi sau quý anh chị có những cái cây sứ tuyệt vời luôn á. Rồi cây số 1 này là giá 70.000 nè nha. 70.000. Hoa rất là đẹp nha. Rộ bông. Ngoài giữ màu ngoài nắng tốt ha. Rồi cây phân tạc tốt luôn, cây số 1 này giá 70. Cây số 2 nha quý anh chị. Số 2 là cây hoa màu đỏ cũng rất đẹp ha. Đỏ tươi. Này đỏ tươi nha, cánh hoa dày. Giữ màu tốt ngoài nắng luôn. Này là màu đỏ rất là đẹp luôn nha, đỏ nhung luôn á. Rồi. Giữ màu tốt ngoài nắng luôn nè quý anh chị. Cây này phân tạc cũng khỏi chê nha. Củ to. Cây này thì thon thoảng thơm. Thon thoảng nha quý anh chị. Hoa rất đẹp nha, phân tạc tốt. Rộ bông, giữ màu tốt ngoài nắng luôn. Rồi cây số 2 này là giá 70 luôn nha quý anh chị, 70 ha. Rồi cây số 3 nha. Cây số 3 là cây trắng sọc hồng. Rõ nét nha quý anh chị. Cánh hoa dày, xe bông to. Rộ bông. Bông cũng giữ màu rất là tốt ngoài nắng luôn nha. Giữ màu rất là tốt ngoài nắng luôn. Cây này củ to, cây phân tàn tốt nha quý anh chị. Rồi cây số 3 này giá 70 luôn nha quý anh chị, để em xem thơm nha. Cây này không thơm luôn. Rồi cây số 3 ha. Rồi quý anh chị lưu ý nha, em bán cái cây em thơm là tại vì tình cờ thì em nói thơm chứ thực ra em bán cái hoa là bán cái cây sứ với mặt hoa chứ không có bán cái mùi nha quý anh chị. Chứ không phải là có cái hương thơm thì em bán mắc hơn nha. Cho nên quý anh chị cũng thông cảm ha. Rồi nhiều có cây nhiều khi nó thơm mà em cũng không sức em không nói luôn. Rồi cây số 3 này là 70. Rồi cây số 4 nha. Cây số 4 là cây hoa rất đẹp nha quý chị, này là lứa sao nhỏ nha. Lá dài. Cây này phân tàn 4 nhánh. Cốt cán là rất ok luôn ha. Cây này thì cánh nhọn nha quý chị, màu tím rất đẹp, tím đỏ, hồng đỏ luôn, cánh hoa dày. Sai bông cũng tương đối luôn quý chị. Cũng lớn nha. Rồi như những cây dày em sẽ đóng nguyên bộ đất cho quý chị nha. Rồi cây số 4 này là giá 100, số 4 giá 100 luôn quý chị, hoa rất đẹp nhưng tại nó nhỏ ha. Số 5 là cây đỏ nhung, rất là nhung luôn nha. Đỏ nhung, cánh nhọn rất là đẹp luôn, hai lớp. Quý anh chị thấy nó nhỏ mà nó trổ hoa, nhìn nó rất là ghiền nha. Không bay màu. Nói chung là nó không có rớt màu nha quý chị. Cây này thì bộ lá đẹp luôn, cây phân tàn cũng 4 nhánh nha quý chị. Không có hương thơm nha. Không có hương thơm. Đó, nó có chút xíu mà nó trổ 5 hoa nè, giữ màu rất tốt ngoài nắng luôn ha. Nhung. Rồi cây này 100 nha quý chị. Lẽ ra cây này là em bán 150 nha, nhưng mà cái cây này nó cũng nhỏ cho nên em bán nó 100 thôi ha. Hoa rất là đẹp luôn. Rồi. Số 6 ha. Số 6 cũng là một cây lứa sao luôn. Hoa rất là đẹp nha. Dạng một bên là trắng, một bên là tím sọc, cánh hoa dày. Cây này bung căng ha quý chị. Cây này phân tàn tốt, củ cũng nhỏ luôn nha. Rồi cây số 6 này là giá 100. Những cây nhỏ vậy thì em sẽ đóng nguyên bộ đất cho quý chị nha. Rồi số 7 nha. Số 7 là cây này là
cái dạng nó là đỏ tím tím như cái cây T1 nha quý chị. Ở ngoài nó có cái rìa trắng ha, cái họng rất là sáng luôn. Rồi nó giữ màu rất là tốt, trổ bung căng, chịu nắng tốt luôn. Cây này nó sáng ha, rất là sáng luôn, màu sắc rất là ok, xe bông to, cánh qua dày. Rồi cây số 7 này là giá 100. Cây này thì có hương thơm, thoang thoảng nha quý chị. Số 7 có 100 ha. Rồi cây số 8 nha. Cây số 8 thì cây phân tàn rất là tốt, hai lớp đỏ, dạng đỏ tím nha quý chị, hai lớp đỏ tím, xe bông trung bình lớn thôi, chùm nụ cũng tầm 10, bộ lá đẹp luôn. Cây số 8 này giá 100. Số 8 giá 100 nha quý chị, hoa rất đẹp luôn. Rồi cây số 9. Cây số 9 là cây bông siêu to, giống lứa sau mà bông rất là siêu to ha. Quý chị thấy nó dạng trắng, trắng sọc hồng, trắng sọc hồng, xe bông rất là to nha, to như cái chén luôn, bung căng nha quý chị, trổ rất là dễ trổ luôn, hai lớp ha, hai lớp, cây này lá đẹp luôn. Cây này quý chị nuôi lớn mà nó trổ chừng mười mấy hai chục bông rồi, nhìn kính luôn ha, bông rất là to mà trổ bung căng ha. Rồi cây số 9 này là giá 100. Cây này cũng không thơm nha quý chị. Rồi số 10 ha, cây số 10 là cây hoa cũng rất là lạ ha, dạng trắng hồng, trắng hồng rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là modern luôn. Nó giống này là giống của hàng San Noel nha, nhưng mà nó nói chung là nó không có giống chút xíu nào Noel, nhưng quý chị cái thân nó, cái màu nó cũng khác luôn ha. Rồi cái hoa này thì nó dạng trung bình lớn thôi, cánh hoa rất là dày, màu sắc thì rất là đẹp. Rồi cây số 10 này giá 100 nha quý chị, cây phân tàn rất là đẹp luôn nè. Rồi số 10 giá 100. Cây số 11 là cây đẹp khỏi chơi luôn nha, nhưng mà nó hai lớp thôi nha. Trắng đỏ đậm, đỏ đậm rồi màu tím nữa nha quý chị. Cây này thì thơm thơm ha, thơm thơm thôi, xe bông to luôn, xe bông rất là to, cánh hoa dày, uống ngắn đứng qua, uống ngắn đứng qua nha. Cái này là nó trổ hôm qua chứ cái hôm qua là còn đậm hơn vậy nữa nè quý chị. Cây này phân tàn tốt, củ cũng tương đối, cái này cũng lứa sau luôn quý chị. Rồi cây số 11 này là giá 150.000 nha, 150.000 cây số 11 ha, hoa rất là đẹp luôn, cuốn ngắn đứng qua, hoa rất là đẹp, hai lớp bung căng. Rồi cây số 12 là cây hoa rất là đẹp nha, giống cái thằng Đài Loan 5, Đài Loan 4 như nào quý anh chị ha, kiểu cách y chang luôn, trổ rộ bông nha, nền màu vàng nhạt nhạt, rồi cái đỏ nó rất là rõ nét ha, mấy anh chị nhìn thấy ha, giống cái Đài Loan 4, Đài Loan 5 gì ha, xí ghép nói chung em cũng không rành lắm. Cây này thì thơm ngào ngạt luôn nha quý anh chị, thơm ngào ngạt luôn nha, nó rộ bông, phân tàn thì khỏi chê luôn. Cây này gì quý anh chị làm rễ mà nếu mà dở ra được cái bộ rễ nó đẹp nữa thì cây này là quý anh chị lời luôn nha. Đó, cái bộ tàn cực kỳ luôn, thân nâu nữa, rất là đẹp. Rồi cây số 12 này giá 150.000 nha quý anh chị, hương thơm, bung căng, rộ bông. Rồi cây số 13 nha, cây số 13 là cây hoa cũng rất là đẹp, dòng đọt tím, đỏ này là dòng màu đỏ rất là ngọt nha quý chị, đỏ diện trắng, quý chị nhìn như cây San Noel mà không phải nha, nồi cái nụ không cũng nhìn đã, nụ tím nha, giữ màu rất tốt ngoài nắng luôn. Rồi cái cây này phân tàn tốt, củ cũng tương đối ha quý chị. Quý chị trồng xứ lưu ý mình nên sạc tàn nha quý chị, quý chị đừng có tét, quý chị chơi nó có cho mình một đợt qua xong rồi quý chị có thể xả tàn ha, quý chị có thể xả tàn để cho cái cây xứ mình nó cân đối lại nha quý chị. Thí dụ như cái cây nó cao như vậy ha, quý anh chị nên xả cỡ khúc này ha, cỡ tới đây, đừng mình dưỡng mấy nhánh này á, thì nó sẽ cây xứ mình nó đều hơn nha quý anh chị. Rồi mỗi năm quý chị nên xả tàn một lần giùm em thì cái cây xứ mình chơi mới đẹp được ha. Rồi cây số 13 này là giá 100 nha. 14 ha, 14 là cây dòng đại mỹ nhân, trắng viền đỏ, này hồng đậm nha quý anh chị, trắng hồng đậm, màu sắc rất là đẹp nha. Cây này thì phân tàn rất là tốt, củ to ha, dòng đại mỹ nhân thì quý anh chị nuôi lớn này bông nó quý anh chị nhìn là ghiền luôn nha. Rồi cây số 14 này là giá 150.000 nha quý anh chị. Cái này thì nó cuốn ngắn đứng qua, xe bông to, trắng viền hồng đậm rất là đẹp nha. Rồi 15 cũng là một cái dòng của đại mỹ nhân ha. Cây này thì hai lớp, trổ rất là đẹp nha. Đó, trổ được 5 bông quý chị nhìn thấy nó rất là ok nha. Rồi, này là trắng đỏ đậm ha, trắng đỏ đậm hai lớp, hai lớp nha quý chị. Rồi cây này phân tàn rất là tốt, củ to. Rồi cây số 15 này là giá 200.000, 15 giá 200 nha quý chị, hoa rất là đẹp luôn nha.
Đó, cái này mà quý anh chị nuôi lớn nó trổ chùm chùm nhìn rất là ghiền ha. Tiếp tục là cây số 16 nha. Rồi cây số 16. Cây số 16 là cây vàng sọc đỏ. Vàng sọc đỏ ha. Nhưng mà này chuyển hồng nha quý anh chị, nó sẽ chuyển hồng ha. Nó trắng trắng vậy rồi nó chuyển hồng luôn nha. Cái này vàng lúc mới ra thì nó đậm á, nhưng mà nó chuyển hồng nhanh lắm nha. Rồi cây này lá đẹp. Cái này phân tàn tốt. Rồi cây số 16 này là giá 100. Số 16 giá 100 nha quý chị. Số 16 giá 100 ha. Đó, cây số 16 cũng rất là đẹp nha. Hoa cũng rất đẹp luôn. Rồi 16 giá 100. 17 nha. 17 là một cái dòng của thằng Sao Noel. Cái này là đỏ viền tím nha quý chị, hai lớp, size bông to. Size bông to ha. Thì cái này là củ rất là to nha. Củ rất là to, cái số 17 này củ rất to, cái phân tàn tốt. Cái dòng thằng Sao Noel hai lớp thì cái cuốn nó hơi dài, cho nên nó ngang ngang chứ nó không gục nha quý chị, nó ngang ha. Nó ngang ngang. Những cái này quý vị về trồng chơi thì ok ha. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Mình nuôi càng lớn thì cái bông nó ngang cũng không có thành vấn đề nha quý chị, tại nhỏ thì quý chị thấy nó vậy thôi chứ nó lớn thì nó ngang cũng không ảnh hưởng gì luôn ha. Rồi cây số 17 này là giá 200.000 nha. Rồi 18 là cây dáng nằm hay dáng thú luôn. À, cái này giống cái con gì nằm nè. Để coi bên đây có chân không. Không nha, nó có một chân à. Nhưng mà bên đây nhìn y chang như cái con gì nằm vậy ha. À, cái rễ nó dài xuống tới đây luôn rồi quý chị. Cái rễ này đẹp luôn nha. Chà, cái rễ này đẹp ạ. À. Ôi nó dài dữ vậy. Cái rễ này nó phân y như cái con rắn nằm luôn. Rất là đẹp không ta. Rồi cây số 18 này là dòng Sao Noel nha quý anh chị. À, cây phân tàn được 5 nhánh ha, củ đẹp. Này, cái giống này nó chịu nắng tốt không quý anh chị. Những cái cây mà khi mình trồng ngoài nắng nó lên được màu vàng vậy nè. Lên được màu vàng vậy á thì nó sẽ chịu nắng rất là tốt nha. Rồi cái cây số 18 này là giá 250.000 nha quý anh chị. Hoa cũng rất đẹp ha. Hoa rất là đẹp, cây phân tàn tốt. Bộ rễ cũng rất là đẹp luôn. À, cái sức chịu nắng của nó cũng rất ok, nó lên màu vàng rất là đẹp luôn, bóng lưỡng luôn quý chị. Đó. Rồi cây số 18 ha. Số 18 là giá 250, hoa rất đẹp luôn, củ đẹp, và cái màu củ cũng đẹp luôn. Rồi 19 nha. 19 là cây tím, củ nằm luôn. Củ nằm. Thì cái cây này hoa là rất là chuẩn luôn nha, tím full màu, full qua tròn, cánh dày, họng vàng nha ha, trổ buông căng. Bộ lá đẹp, cây phân tàn tốt luôn. À, cây này dáng nằm nha quý chị. Cây này thì em cũng mới ra ha. Để em coi cái củ nó nằm nè. Rồi cây số 19 này là giá 300.000. Số 19 giá 300.000 nha quý chị. Không biết cái củ nó sâu cả nào ha. À, nó quẹo qua đây luôn nè quý chị. Rất là đẹp nha. Cái củ này nó quẹo ra đây nè. Ồ, củ này đẹp ạ. À. Rồi cái củ này cũng rất đẹp nha quý chị. Nào, nó quẹo ra đây nè quý chị. Nó nằm mà nó quẹo ra nè, rất đẹp luôn. 300.000 nha quý chị. Rồi cái củ này quý chị gì mà biết chơi là cái củ này rất là đẹp luôn nha. Củ nó quẹo ra rất là đẹp luôn ta. Nó nằm múc tì ngoài đây là nó quanh ra đây. Rồi cái số 9 này 300. 20. 20 là cây màu đỏ khuôn qua tròn, đỏ nhung nha quý chị, sẽ bông rất là to. Rất là to nha, to như cái chén luôn, khuôn qua tròn quay. À, củ này thì quái luôn. Củ quái luôn nha quý chị. Củ này chưa có đôn lần nào mà nhìn là biết củ đẹp luôn rồi nè. Củ quái nè ha, nó nằm mà cái củ nó rất là đẹp, phân tàn tốt. Rồi cây số 20 này là giá 100. 100 nha quý chị, hoa rất là đẹp luôn. Hoa rất đẹp, không có chê chỗ đâu được luôn. Rồi củ quái luôn. Rồi, nhiều quý chị bỏ mấy cái rễ này ha. Cái 20 này giá 100. 21 nha. 21 là cây dòng của thằng Đại Mỹ Nhân. Cái này cánh nhọn nha quý chị. À, cánh nhọn trắng đỏ rất là đẹp luôn. Trắng đỏ rất là đẹp nha. Cây này củ to khổng lồ luôn ha. Cây phân tàn như cây kim tự tháp luôn. Cây này không phải dễ kiếm đâu nha quý chị. Đây. Phân tàn rất là ok luôn nha. Về quý anh chị sạch tàn lại cây này là chơi là cực kỳ luôn á. Củ to, củ rất to luôn ha. Phân tàn rất là tốt. Cái này giá 150.000 nha quý anh chị. 150.000, trắng viền đỏ, cánh nhọn ha. Hoa rất đẹp. Rồi, 21 150. 22 ha, 22 là cây sọc gân rất là đẹp luôn nè. Size bông trung bình lớn nhân cánh qua dày, buông căng, chịu nắng tốt luôn. Rồi cái cây số 22 này là
phân tầng ở trên rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi cây số 22 này là giá 123. 23 tháng là một cây màu vàng. Cây màu vàng này cũng đậm đà nha quý anh chị. Hai lớp cánh qua dày. Có cái chóp hồng thôi. Cây này thì nó hết chất trồng rồi nha, nó nằm sát đáy luôn rồi nè. Nhưng mà cái cây này thì nó có bị cái lỗ ngay chỗ này nha quý chị, nhưng mà em khui ra thì nó liền rồi nha, không thành vấn đề. Em sẽ xử lý cho quý anh chị nha, sẽ xử lý cái lỗ này cho quý anh chị. Cuốn ngắn đứng qua. Rồi cây số 3 này giá 200.000 nha, 200.000, cây phân tầng tốt. Rồi cây số 4 ha, số 4 là cây hoa màu tím, cánh hoa dày full màu. Cây này phân tầng rất là tốt, củ to luôn ha quý anh chị, cây này củ to. Rồi cây số 4 này giá 250.000, 24 giá 250.000 nha quý anh chị. Cây phân tầng rất tốt, bộ lá đẹp luôn nha. Rồi 24 giá 250. Cuốn ngắn đứng qua, cánh qua dày ha. Rồi tiếp tục vào cây số 25 nha. 25. 25 đoạn cây hoa rất là đẹp, siêu to. Siêu to luôn quý anh chị. Nền kem sọc đỏ. Một bên sọc đỏ, một bên kem nha quý anh chị, chính giữa có sọc đỏ. Hoa này trổ bung căng ha. Cánh qua dày. Cái giống này thì nó chịu nắng rất là tốt. Cây này thì cốt cán rất là cứng nha quý chị. Đó. Trên đây nó ba qua rất là đẹp nè. Rồi, cây số 25 này là giá 100.000, 25 giá 100 nha quý chị. Rồi cây số 26 nha. Cây số 26 là cây dòng của hàng đại mỹ nhân luôn. Này là trắng đỏ ha, trắng đỏ xe bông to. Trắng đỏ xe bông to nha. Cây này quý chị nuôi lớn cũng khỏi chơi nha. Nhưng mà quý chị phải sạc đàn cái cây này lại nha quý chị. Cái đàn nó rất là nhiều, nhưng mà nó có nhỏ có lớn ha, vì mình phải xả tàn. Rồi cây số 26 này là giá 150.000, hoa rất đẹp nha. Hoa rất là đẹp. Cây này cũng hết trái cọng luôn nè, cái củ nằm sát đáy luôn quý anh chị. Rồi 27 nha. 27 cũng là một cái dòng đại mỹ nhân nha quý anh chị. Cái cây này thì đỏ trắng hai lớp nha, khung qua tròn. Khung qua tròn, cây này thì 150.000 luôn. 150.000 nha quý anh chị. Xe bông to, cánh qua dày, cuốn ngắn ha. Đây chùm nụ nè. Rồi cây số 7 này là giá 150.000 luôn. Đây 28 nha quý chị. 28. 28 là cây màu trắng, bông siêu to luôn nha. Bông siêu to. Còn cái dòng trắng này thì nụ thì khỏi chê luôn. Nó rất là xuyên qua ha. Nè quý anh chị thấy nụ khủng khiếp luôn, nụ tầm mười mấy 20 luôn. Bông nào bông nấy bự 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 không nha. Đây. Đó cây màu trắng này thơm không? Không thơm luôn. Cũng rất là to nè, to đùng luôn nha. Cây phân tàn rất là tốt. Rồi cây số 28 này là giá 100, 28 giá 100 nha quý chị. Rồi cuối cùng là cây số 29 nha. Cây số 29 là cây dòng sao Noel. Sao Noel ha. Thì cái cây này là sai bông rất là to. Sai bông rất là to, màu đỏ. Nên mới trổ ra là màu đỏ đậm ha. Viền tím, đỏ đậm viền tím nè. Đỏ đậm viền tím nha. Rồi nó tăng sai lần lần, nó thành cái màu đỏ, đỏ lật lạc viền trắng nha quý chị, rất là đẹp luôn. Cây này quý chị nuôi lớn là nó rộ bông cái là nhìn ghiền luôn nha. Cái bông này cũ có thể một tuần lễ luôn rồi đó, màu sắc vẫn đẹp nha. Màu sắc vẫn đẹp. Nó màu hồng đậm viền trắng nè. Hồng đậm viền trắng ha. Lúc mới trổ ra là nó màu đỏ tím rất là đẹp luôn. Rồi cây này cũ to. Cây phân tàn tốt, cây phân tàn tốt nha quý chị. Rồi cây số 29 này là giá 250.000. 250.000 nha. Rồi bữa nay em có 29 cây ha, quý chị chọn lựa cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị nha.